Tin thị trường nông sản đáng chú ý, thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng một ký tại một số địa phương có ba miền, dao động trong khoảng từ 47 đến 51.000 đồng một ký, phổ biến ở mốc từ 48 đến 49.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, Bắc Giang, Yên Bái và Hưng Yên ghi nhận mức giá 49.000 đồng một kg, Thái Nguyên giá tăng 1.000 đồng so với hôm qua lên 50.000 đồng một kg, tại Vĩnh Phúc 48.000 đồng một kg, thấp nhất toàn miền. Miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi không có biến động, thấp nhất khu vực là Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Ninh Thuận, đồng giá 47.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại giá lợn hơi trong khoảng 48.000 đến 49.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi các tỉnh thành phổ biến quanh mốc 48.000 đồng một kg, riêng Kiên Giang tăng nhẹ 1.000 đồng một kg lên 49.000 đồng một kg. Một thông tin đáng chú ý khác đối với người chăn nuôi lợn cả nước. Thưa quý vị, thị trường Trung Quốc vốn có quan hệ mật thiết với ngành chăn nuôi của Việt Nam. Trước đây khi mà lợn hơi còn xuất khẩu mạnh sang thị trường tỷ dân, thương lái Trung Quốc sang tận trại mua lợn sống. Từng có thời điểm giá lợn hơi trong nước biến động từng ngày theo giá lợn nước láng giềng. Trong những năm gần đây thì do xuất khẩu khó khăn, thị trường đã có những khác biệt đáng kể. Tuy vậy vẫn có những đợt sóng giá lên xuống bất thường. Và thưa quý vị, kể từ sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc hồi năm 2018 khiến cho nước này phải tiêu hủy tới 1/2 số lợn của toàn quốc và đẩy giá thịt lợn tăng cao kỷ lục, nhiều doanh nghiệp lớn đã tham gia vào ngành chăn nuôi lợn và nhanh chóng hiện đại hóa ngành hàng này. Các doanh nghiệp này đã mở rộng đàn lợn mạnh mẽ khiến cho giá lợn hơi giảm mạnh và dẫn đến thua lỗ và các khoản nợ cũng ngày một lớn. Thông tin từ truyền thông Trung Quốc, giá lợn hơi trung bình cả năm qua của nước này đã ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Chỉ trong 3 tháng gần đây, giảm 15% xuống còn 14,5 nhân dân tệ cho 1 kg. Giá lợn hơi liên tục giảm bất chấp việc Trung Quốc bước vào mùa cao điểm tiêu thụ thịt lợn, cùng những nỗ lực mua tích trữ của chính phủ nhằm đẩy giá thịt lợn. Giá thịt lợn ở mức thấp đang bóp nghẹt nhiều nhà sản xuất lớn của Trung Quốc, với 10 nhà sản xuất hàng đầu ghi nhận mức nợ ròng tăng 13%. Nguyên nhân được cho là do Trung Quốc đã sản xuất lượng thịt lợn kỷ lục sau đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2018, từng khiến nước này buộc phải tiêu hủy một nửa số lợn cả nước. Trong 9 tháng đầu năm nay, sản lượng lợn hơi của 15 doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc đã tăng 17%, bất chấp nhóm này báo khoản lỗ lên đến 200 tỷ nhân dân tệ. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo ngành chăn nuôi lợn sẽ đối mặt với tổn thất nặng nề hơn vào đầu năm 2024 và kêu gọi các nhà sản xuất lợn cắt giảm sản lượng. Thông tin mà chúng tôi có được, Yangtze Yangbang Technology và New Hope Liu, hai nhà sản xuất thịt lợn lớn thứ hai và thứ ba của Trung Quốc, đồng thời cũng đứng thứ tư và thứ năm trên thế giới, đã phải tái cấu trúc lại hoặc là bán nhiều trang trại trong năm 2022. Hồi tháng 7 năm 2023, New Hope Liu còn thông báo là họ muốn bán nhiều trang trại hơn nữa do thua lỗ, nợ nần, mất khả năng trả lại vay ngân hàng. Điều này phản ánh tình trạng khó khăn của ngành chăn nuôi lợn ở quốc gia sản xuất cũng như là tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới hiện nay. Thưa quý vị, chuyển sang một loại trái cây cũng đang nhận được sự quan tâm của người dân trong thời gian gần đây. Măng cụt là loại trái cây nhiệt đới được rất là nhiều người tiêu dùng đánh giá cao do có hương vị chua và ngọt thanh, thời gian bảo quản sau thu hoạch lâu, vỏ dày và dễ vận chuyển đi xa. Nhờ vậy mà quả măng cụt có giá trị thương phẩm rất cao. Và loại quả này của Việt Nam thì cũng được khách quốc tế ca ngợi hết lời, từng có giá bán tới gần 3 triệu đồng một kg tại Mỹ. Măng cụt gần đây được đánh giá là một trong những loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ước tính năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 115.500 tấn măng cụt, trị giá 270 triệu đô la Mỹ. Măng cụt Việt Nam hiện đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc, Canada. Không những vậy, tại Trung Quốc, loại quả này còn được đánh giá là thơm ngon hơn hàng nội địa và rất được ưa chuộng. Đặc biệt với cơn sốt của măng cụt xanh, tại Mỹ đã có thời điểm giá bán 1 kg măng cụt Việt Nam lên tới 120 đô la Mỹ, tương đương 3 triệu đồng 1 kg nhưng vẫn không đủ nguồn cung. Măng cụt là loại cây dễ chăm sóc, lợi nhuận cao không thua gì sầu riêng. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất ở chỗ, cây măng cụt là loại cây lâu năm, trồng hơn 10 năm mới cho quả. Do đó, những diện tích trồng măng cụt trong nước hiện nay có lợi thế hơn vì rất khó bị cạnh tranh, trong khi đối thủ chính là Thái Lan đã chủ động giảm năng suất, sản lượng. Trở lại với các diễn biến của thị trường. Thưa quý vị, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương ước tính xuất khẩu hạt điều trong tháng 11 đạt 65.000 tấn, trị giá là 358 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu hạt điều nước ta ước đạt 582.000 tấn, trị giá 3,31 tỷ đô, tăng hơn 23% về lượng và tăng hơn 17% về trị giá so với cùng kỳ của năm ngoái. Ước tính giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam trong tháng 11 đạt mức 5.512 đô la Mỹ một tấn. Lũy kế 11 tháng năm nay, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt gần 5.700 đô la Mỹ một tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất hạt điều của Việt Nam 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nổi lên là một thị trường mua tích cực. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê chế biến đã tăng mạnh trong tháng 10, đạt hơn 87,5 triệu đô la Mỹ, tăng tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 10 tháng năm nay thì xuất khẩu cà phê chế biến đã đạt hơn 692 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 1,13 triệu tấn, trị giá 2,45 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, xuất khẩu cà phê Arabica 10 tháng đạt 35,5 nghìn tấn, trị giá gần 140 triệu đô la Mỹ. Hiện thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam là EU, tiếp đến là Mỹ và Nhật Bản. Tuy xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc chưa chiếm tỷ trọng cao, song nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang quan tâm tới thị trường này bởi Trung Quốc có tốc độ nhập khẩu cà phê tăng bình quân hơn 25% một năm. Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam vừa cho biết các thủ đoạn lừa đảo đang tiếp tục diễn ra một cách tinh vi trên phạm vi toàn cầu. Gần đây, có nhà xuất khẩu Việt Nam đã bị đối tác mạo danh có địa chỉ tại Canada lấy mất hàng trăm tấn hàng. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang đi vào suy thoái, thì diễn biến tội phạm mạng xuyên biên giới sẽ ngày càng phổ biến và tinh vi phức tạp. Để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với khách hàng quốc tế, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam liên tục khuyến cáo và đề nghị các nhà xuất khẩu trước khi giao dịch phải thực hiện nhiều bước như xác minh đối tác, xác minh ngân hàng, yêu cầu ngân hàng Việt Nam giúp xác minh địa chỉ gửi chứng từ với ngân hàng đối tác trước khi gửi chứng từ qua dịch vụ vận chuyển bưu phẩm và tài liệu. Xác minh chặt chẽ các điều khoản hợp đồng, trong đó có lưu ý yêu cầu đặt cọc và hình thức thanh toán an toàn, có tính đến mức độ rủi ro của thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó là nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thương mại quốc tế cho đội ngũ nhân sự, tận dụng các hệ thống thông tin trợ giúp từ Bộ Công Thương, Đại sứ quán và thương vụ các hiệp hội. Trong những năm qua, hoạt động tăng cường hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hướng đến nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Thực tế cho thấy là vấn đề này ngày càng được các nhà nước cũng như là doanh nghiệp quan tâm, không chỉ trong hoạt động kinh doanh trong nước mà còn đối với hoạt động xuất khẩu, đặc biệt đối với những thị trường có quy định và tiêu chuẩn cao về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điển hình như là tại thị trường Hoa Kỳ. Quyền sở hữu trí tuệ có tính chất lãnh thổ, được bảo hộ theo quốc gia, lãnh thổ. Đối với doanh nghiệp khi triển khai các hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, cần quan tâm đến các hoạt động cụ thể để đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ tại những thị trường đó. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để đối phó với tình trạng hàng giả, hàng nhái. Trong quá trình đăng ký thương hiệu tại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý đến phạm vi đăng ký của sản phẩm. Hay nói cách khác, chiến lược nhãn hiệu của doanh nghiệp phải phù hợp, đồng bộ với chiến lược kinh doanh và những quy định của pháp luật về thương hiệu của đất nước sở tại khi đăng ký nhãn hiệu. Nhiều tiền lệ đáng tiếc đã từng xảy ra như bị thu hồi lại nhãn hiệu đã được đăng ký vì lý do chậm triển khai sử dụng nhãn hiệu. Trong trường hợp doanh nghiệp bị doanh nghiệp khác đánh cắp thương hiệu đã đăng ký hợp pháp tại thị trường nước ngoài, các cơ quan chức năng sẽ có những hỗ trợ về thông tin để giúp doanh nghiệp tiến hành các hoạt động pháp lý để thực thi quyền bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu và phục hồi quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp tại những thị trường này. Để chủ động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các công ty thực hiện các chính sách nội bộ mạnh mẽ, tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương và sử dụng công nghệ để giám sát và phát hiện vi phạm.